Xin mến chào cô chú anh chị nha. Ngày hôm nay quý vị nhà đang ở khu vực Ngọn Hải Đăng, thành phố Vũng Tàu ha. Đó, ngay chỗ này á, là xung quanh cái khu vực Ngọn Hải Đăng á. Đó, xung quanh đây quý vị có cái view rất là đẹp luôn. Nên có nhiều người ha thích chụp hình ở khu vực này. Quý vị xem nè. Đó, quý vị xem ha. Khu vực Ngọn Hải Đăng. Hoặc cái nào bãi trước bãi sau ta. Ngọn Hải Đăng. Hình khu này đẹp chứ, trên kia cao quá, thấy nó nhỏ xíu à. Các vị thấy không? Wow, quá chừng ha. Nhà nhỏ 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 ở dưới. Rất là đẹp luôn. Hồ đá ghê ta. Cực kỳ hả vị? Đó, nhìn ra cái phía ở ngoài đó ha, là ngoài biển á. Đó, nhưng mà nhìn nha, không biết phân biệt giữa bãi trước bãi sau nha. Wow, nè mấy bạn trẻ ha, mấy bạn trẻ lên khu vực Ngọn Hải Đăng chơi. Đó, chơi xong thì về, quá đẹp. Wow, Ngọn Hải Đăng. Thoải mái đi, chụp hình phải không? Chụp hình đây đẹp nè, chứ ở trên kia cao quá. Đúng rồi. Cao quá, thấy cái nhà nhỏ 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 không à. Vậy thấy không? Nhà đi tèn tèn ha. Ồ, có xe ở Sài Gòn xuống nữa nè. Xe ở Sài Gòn xuống nữa. Đó. Wow. Ok. Rồi, đi lên nha. Đó, cái con đường đi lên Ngọn Hải Đăng đó vậy. Đường đi lên Ngọn Hải Đăng ha. Đi theo mấy cái đường như thế này nữa vậy. Wow. Ồ, hình như mấy trên là tới rồi nè. Ở phía trên đó vậy, có mấy cái chỗ để xe máy này nọ ha. Có cái tòa nhà màu trắng trắng á. Tòa nhà màu trắng trắng phía trên đó, để họ làm việc ở trong đó. Ban quản lý Ngọn Hải Đăng ha, ở Vũng Tàu. Wow, xung quanh đây cây cối nhiều quá. Cây sứ này nọ ha. Dễ thương dễ sợ. Rồi, bây giờ đi tà tà đi lên nữa hả vậy. Tà tà đi lên nữa coi. Ồ, đang đi lên có nhóm mấy bạn khác. Mấy bạn khác cũng lên Ngọn Hải Đăng chơi ha. Đúng là cái điểm này á, nó rất là nổi tiếng ở Vũng Tàu luôn. Đó. Biển số 60 là ở Đồng Nai ha. Wow, giống như nhã đi từ Sài Gòn xuống đó quý vị. Sài Gòn xuống đây. Nó ghi hình cho cô chú anh chị xem ha. Oh, lội dốc lên coi. Lội dốc lên. Ồ, ở trên đây thấy được cái biển này nè quý vị. Đó, quý vị thấy không? Cái chỗ màu xanh xanh á là biển á. Đúng là loại núi đã thiệt chứ. Đó, khu vực phía trên đây là Ngọn Hải Đăng ha. Ngọn Hải Đăng. Phía trên đó là Ngọn Hải Đăng á. Đâu vậy không? Ngọn Hải Đăng ha. Ta lên nhìn cho nó rõ. Đâu vậy không? Ngọn Hải Đăng. Đẹp ha. Đó, đi dài lên. Đây có một cái lối lên nữa vậy.
một cái lối lên ha. Đây nữa, người ta làm từng bậc á. Rồi, đi dài dài lên. Wow, cảnh xung quanh ngọn hải đăng cũng đông ha, đông cô chú anh chị đi chơi á, đông cô chú anh chị đi chơi ha. Đó, vậy thấy không? Ồ, nghe mấy con chim nó kêu nữa. Mấy chim gì ta? Đó là con chim én không à. À, trên đây nhìn xung quanh nữa vậy, rất là thoáng luôn. Cảnh rất là thoáng ha. Đã ghê vậy đó. Đó, có mấy tiểu thư nè, mấy tiểu thư quấn khăn quấn tròn rồi ha, đi ngồi hay đang chơi đó. Trời thì hơi nắng đó vậy, hơi nắng ha, mấy tiểu thư trùm như ninja vậy đó, đã ghê. Khung cảnh xung quanh đây ha, khung cảnh xung quanh đây đã ghê. Ở đây có một cái tòa nhà ha, có một cái căn nhà chứ không phải tòa nữa. Đó, có một cái căn nhà khá là đẹp. Đó, có một căn nhà ha, ở trong đó thì họ bán kem. Đó, đi chơi nắng quá thì mua kem này nó ăn ha. Đó, thì nó ăn. Còn đây cảnh chụp hình nè, chụp hình ha, kỷ niệm. Wow, hay quá trời. Đó, khung cảnh xung quanh nắng quá, nắng quá. Cái view ở trên đây nhìn xuống nó vậy phải nói tuyệt vời luôn á. Đó, để cho chỉnh máy ha, để ghi hình cho cô chú anh chị xem. Wow, đó vị thấy không, chú ở dưới đó đẹp quá. Đó, khung cảnh vậy ha, mà chụp hình nữa là tuyệt vời luôn. Chụp hình lấy cái view ở phía dưới đó vậy, lấy cái background ở phía dưới thì rất là đẹp. Ghê bà. Ôi ghê ha. Khung cảnh xung quanh ngọn hải đăng. Trời hơi nóng ha. Nắng quá. Đó, nắng quá cũng nhiều người thích chụp ha. Ở đâu? Mấy em mình đứng đây nè chị. Cái hải đăng là thầy nè. Không được rồi, chụp rồi. Ui ghê ha. Không khí xung quanh. Wow, nắng quá, nắng quá. Không khí xung quanh. Thảo ơi. Rồi rồi ha. Thật nắng quá nắng. Cảnh xung quanh ha. Wow, mệt thế.
quá nắng cảnh xung quanh. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị nhiều nhé.